Xuyên không tấp vô địch pha của tập 118 lính phân bộ này vô phòng mô tả nhé. Cái lô định này quả thật là rất lợi hại, chỉ là tốn linh lực quá, xíu chút nữa thì linh lực bị ép khô rồi. Nhưng mà sau này ăn nướng thì sẽ bớt việc rồi. Quả nhiên từ khi ngươi lấy cái lô đỉnh này ra là ta đã biết là không có chuyện gì tốt rồi. Ôi cứ như mỹ vậy mà lại phá đỉnh linh vì phòng, ta biết ngươi lại là ngươi mà. À sư tốn, đây chính là lô đỉnh vừa mới thả đỉnh linh ra sao? Ừ đúng vậy, không phải ứng nhận chủ rồi, trừ khi ngươi đã nhỏ máu rồi trở thành chủ nhân của lô đỉnh này rồi. À đúng rồi, à sư tôn, cái thứ rác rưởi này ăn linh lực, vừa rồi linh lực ở trong người của ta đã bị nuốt chửng. Người vậy mà lại có được sự đồng ý của đỉnh linh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà diệp phòng khống chế vừa rồi, mà lòng đỉnh linh cấu đạo khủng khiếp kia lại có thể hủy diệt được hơn 10 lần tinh hồn giáo, có thể nói là một đại sát khí. Chứ dù là cường giả đã đến thiên đạo lôi kiếp cấu đạo thì Diệp Phong cũng có thể xóa bỏ đối phương. Tờ theo gió mà tới. Uy Hạ Trường Lão, có chuyện gì sao? Ở tâm chủ à, ngài mau ở quảng hắn đi. Ở Diệp Phong định dùng lô đỉnh để nướng thịt, mà ma diễm của mình lồng đỉnh linh lại có thể đốt cháy cùng vàng, hắn lại muốn nướng thịt. À, cái tên tiểu tử bại gia này, có thể nướng được cả con đấy. Diệp Phong, ngươi có biết là lô đỉnh này rất mạnh, dựa vào nó ngươi có thể tung hoành ở đại lục thiên thiên. À không biết có thể nướng được các con sư tỷ không ta? À không được đâu sư tôn, mà con người là sát cơm là thép, một bữa cơm không ăn thì chịch đôi, ta không có hứng thú với tung hoành. À ta chỉ muốn thịt nướng thịt thôi. Diệp Phong, lô đỉnh này là chí tôn vô thượng, là có thể luyện chế ra được bất an bất cứ đan dược nào. Ôi gì chết kế địch hạ giới, chỉ cần ngươi sử dụng tốt là tương lai vô hạn. Ui ta chỉ biết dùng nó để giết chết yêu thú, vì thịt thú rất là ngon. Tối nay ăn gì đây ta? Có muốn thử lò nướng mới này không? Ui tông chủ à, không thì đâu tông chủ à, có nói thế nào thì hắn cũng là đại đệ tử chân truyền. À Trường Lão à, ông mau thả ta ra đi, để ta chém cái tên nghịch đồ này như thế nào. À sư tôn, à Trường Lão, không còn chuyện gì thì ta đi trước đi nha. Diệp Phong, ngươi quay lại đi cho ta. Nhiệt độ Diệp Phong, có gà thì tối nay ngươi ăn thịt nướng xem, bằng không thì đừng có mà quay về nữa. Hay làm đồ đệ thật là khổ mà, con bị sư tôn mắng, con biết Lý Phi bây giờ đã về đến tông môn chưa nhỉ? Thiên Hòa giới, Huyền Viêm tông đại diện tông môn. Sư tôn, đệ tử biết rồi. Tự mình đến chiến trường thiên đạo, ngươi còn có sư tôn trong mắt hay không hả? Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu, nếu như không phải lần này bị ta phát hiện ra, ngươi còn muốn giấu bộ ta bao lâu nữa? Tông chủ Huyền Viêm tông, Tôn Thiên Hữu. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, ngươi đừng có qua đây mà. Úi, từ hôm nay trở đi, trước khi đột phá tới trúc cơ cảnh thì không được bước ra khỏi tông môn nửa bước. Đây 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 rồi, não sắp văng ra luôn rồi. Vì đạo hữu kiếm đạo nào tới tam hỏi Huyền Viêm? Đại lão tổ Huyền Viêm tông Vương Thành Sơn. Hả? Lý Phi? Quỳ đại lão tổ, sao lại tới đây? Đạo hữu kiếm đạo cái gì, không có ai tới thăm hỏi tông môn chúng ta cả. Người mò nó biết cái quái gì, để cho cái tên tiểu thư tối này tự nói đi. Ừ? Lý Phi nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người không phải là người ghét kiếm tu lắm hay sao? Mau nói. À sư tôn, mà đại lão tổ, hai người nghe ta giải thích. Ta gặp được một tên bại gia mất trí ở chiến trường thiên đạo, hắn ta có tử dòng kim ý tối phiến ở trong tay, nhưng bản thân hắn lại không muốn. Biết là ta ghét kiếm tù nên đã dùng hết những tối phiến lên trên người của ta. Vì ta không muốn mà, xin lấy ta cho ta đi. Lúc ta đi vệ sinh thì ta đã có tử vong kim ý rồi. À, đừng có trách ta mà, đều là do hắn ý ta thôi, ta thực sự không muốn đâu.
Ta phải tốn 60 năm mới lĩnh hội được thiên viêm kiếm ý, không thiếu sự nỗ lực, thiên phú cơ duyên. Người chỉ mất có mấy phút ly phì, vậy bây giờ người nghĩ thế nào? Nói với đại lão tổ. À, đại lão tổ à, ta nghĩ kỹ rồi. Sau này ta sẽ tránh xa tất cả những sự vật có liên quan tới kiếm. Thời gian trôi qua chắc chắn là ta cũng quên đi kiếm ý. Hả? Người còn muốn quên? Chết cha tôi rồi. Nay thì quên, đấy thì quên. Ta đã tốn 60 năm đấy, còn người tốn có mấy phút. Tức là Lý Phi nhận được sự giáo huấn xứng đáng. Sư tôn à, sư tôn cứu ta với. Ta không muốn liên kiếm với đại lão tổ. À ha ha, đệ tử của ta cuối cùng cũng hoặc khởi rồi. Tinh hồn tông. Dạ mẹ nói chứ, nhắc ta như vậy chỉ có thất tiên nữ của ta. Sản phẩm bại gia hôm nay là lô đỉnh thiền cấp 10 cái. Hả? Sao lại bại gia cái thứ rác rưởi này vậy trời? Ta nhớ là hạ lỗ đã nói lô đỉnh thiền cấp của đại huyền lục thiền không quá 5 cái. Vậy ta phải nghiên cứu thật kỹ rồi. Diệp Phong. À, sư tôn thế nào rồi? À, cửa của con. Bạn nhỏ bây giờ rất có nhiều câu hỏi. Cây lô đỉnh đó con tùy tiện vứt ở trong sân ư? À, mình còn cho rằng xảy ra chuyện gì lớn chứ. À, sư tôn mà chỉ làm cái lô đỉnh bị hỏng thôi, lấy nào con phải nâng nó lên ư? Hả? Công phụ lô đỉnh cấp biệt này bị điên hả? À, được rồi, sư tôn mà. Trước tiên không quan tâm tới cái lô đỉnh hỏng ở ngoài đó nữa. Nếu như mà con nói là con có 10 cái lô đỉnh thiền cấp, thì ngài nói nên tán gia bại sản như thế nào? Nếu như, làm gì có nếu như chứ? Thật là, coi như là ta lần đầu quen con ấy. Chỉ cần đồ mà người hỏi, thì có lần nào mà người không mang ra làm tán gia bại sản không? Người đang chơi với quý à? À, sư tôn mà, sư tôn, người đến đi làm cái gì? Sư tôn mà, nói với đệ tử đi mà, đệ tử ngu đần mong sư tôn chỉ điểm. Ây giờ lão nương đã chịu đủ rồi. Sau này, mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Sư tôn. Một thời gian sau, ở bên ngoài Tinh Hồn Tông. À, tông chủ à, ra ngoài mua linh dược ư? Đúng vậy. Nhưng mà hôm trước vừa mới mua một lô linh thảo, chỉ có tà và vô phòng là có chỗ dùng linh thảo chắc là không thiếu. Vậy thì ra ngoài mua chút linh khoáng. Ở linh khoáng ta cũng không thiếu, ở ngài nên đi tìm sơ trường lão. Vậy thì ra ngoài mua một chút đáng dự thường ngày dùng. À, tông chủ à, không phải là gì phòng lại trâu trong ngài gì đó chứ. Chỉ chung nữa thì quên trời sáng rồi. Là lúc cái tên tiểu tử Diệp Phong lại đi tán gia bãi sáng rồi. Diệp Phong ta tới đây. Ôi đúng là tạo nghiệp mà. Lại qua một khoảng thời gian sau. Giận tay. Giận tay. Diệp Phong mà, cái loại công việc thế lực như thế này không phải là người trẻ tuổi cậu làm đâu, đỡ cho lão phu. Hả? Ở đây việc này cũng tốt sức quá rồi. À lão à, ông à, tại sao lại không dùng linh lực? À dạ, dùng linh lực thì còn gọi là hoạt động thể lực ư? Cậu cũng nên rèn luyện cơ thể đi. À đúng rồi ha, cậu đào cái hố này làm cái gì vậy? À hành lão à, hay là ông ra ngoài đi đã. À được. Đang tải kịch tính. Này, là thiên cấp lô đỉnh có đúng không vậy? À Diệp Phong à, cậu định dùng lô đỉnh này làm cái gì? À cái hố này thật ra là cái hố xí. À lô đỉnh tự nhiên sẽ là. Hả? Lô đỉnh làm cái hố xí? Diệp Phong, hôm nay lão phu với liều mạng biết cậu. Mời cả chút xíu mà tâm đã không tỉnh rồi.